em đang dẫn chương trình, lúc đó thời điểm đó em cũng đã dẫn chương trình rồi, mà đôi khi mình cứ phải khán giả tưởng mình đang mệt mỏi. Không 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 cười vậy luôn, chị Hà là cười là phải có cái hai cái quai sách ngay cái miệng mà được. Cười sang lên em, sang lên, sang lên. Khi trong gia đình mình nha, mà các bạn nam mà hóa thân thành nhân vật nữ á, mà nó quá tròn trịa, nó quá giống, đôi khi hết lại không có duyên bằng những cái bạn mà nó hơi có vẻ hơi thô kịch tí xíu, có chút vụng về chút xíu mà nó duyên dáng. Anh nói ví dụ cái đoạn đầu tiên khi em bắt đầu em xoay lưng với khán giả nè, em lắc cái mông, thiệt ra đó cái đánh mông đó nó chưa có đủ. Giày cao gót khó chứ bộ chị? Khó chứ. Dạ. Mỹ Tâm lúc mới xuất hiện á, đánh mông rất là kiêu hãnh, đi chéo chéo bước như là một model chuyên nghiệp vậy đó. Thì em làm cái đó chưa có tới đâu. Nhưng mà chính cái sự vụng về một tí như vậy, tự nhiên anh thấy cảm tình. Mình thấy rất là có duyên với canh chàng này, bởi vì mình biết hai cái vòng trước, ổng men lì, ổng đàn ông, ổng bụi bằm, ổng ngang tàn, ổng hát vậy đó. Mà giờ ép ổng bận cái máy đầm nó vô, rồi mang đôi giày cao gót nó vô, là hỏi làm sao mà không, mà cái bắp chân ông cũng thon đó chứ. Cái bắp chuối á, thon mà. Chị có mang vớ da đó chị, để nó nịt cái bắp chuối lại. Nhưng mà mỗi lần là nhìn thấy có thấy cả lông chân. Trời ơi, trời cạo đi chứ. Em đang định không nhắc tới cái điều đó. Em thấy nãy giờ rồi chị ơi. Nhưng mà em không có nỡ nói ra, bởi vì em cũng biết mà, ngày trước em cũng từng làm phải đóng vai nữ, em hiểu. Lúc đó khi mà các bạn với mình quá đi đó, không phải chỉ riêng cái phần chân đâu chị, mà còn nhiều chỗ khác nữa chị. Nhiều chỗ khác nữa, đó, đó. Mình liên tưởng được đó, chị. Dạ. Thì không phải là đau không thôi chị ạ. Và khi bắt đầu nó lấm tấm nó mọc lại đó chị, nó ngứa lắm chị ơi. Chị tưởng tượng đi, em đang làm chương trình, em đang dẫn chương trình. Lúc đó thời điểm đó em cũng đã dẫn chương trình rồi, mà đôi khi mình cứ phải khán giả tưởng mình đang mệt mỏi, nhưng không, thật ra mình đang ngứa. À, vậy là ngày hôm nay mình đã biết được bí mật của anh Đại Nghĩa khoảng thời gian trước đó. Đúng rồi, cho nên là thông cảm, bạn ấy đã mang với da vào, mình nhìn thoáng qua thì đâu có thấy đâu. 2 năm trước tôi mặt xong quen 2018 thì em lúc đó em về em coi lại trên TV, em sợ bản thân mình kinh khủng. Lúc đó em không có sinh nhưng mà em đúng nghĩa là trầm cảm sau sinh luôn á, có nghĩa là em cũng rất là sợ. Nhưng bây giờ em thấy là mình không phải là quá đáng sợ. Bởi vì đứng kế bên em, một nhát chí mạng làm Hà thêm trầm cảm. Một nhát chí mạng hả? Có nghĩa là vậy nè, cái mục ruồi của chị Hà ở bên đây là nó vừa vừa rồi, nhưng mà bên đây chắc là sau sinh xong á, cái nó nở to hơn, nó nở ra, nó căng cái da ra, đúng không anh? Nó phải tỷ lệ thuận với cái cân nặng chứ. Dạ. Đúng, một cái bức ảnh cho lên photoshop nó phóng to thì cái nốt ruồi nó cũng phải to theo. À, ra là như vậy. Cười liền. Không, chị Hà không có cười vậy, không, cái này Annabelle rồi, không phải. Chị Hà cười lúc nào nè, kinh nghiệm là chị Hà không cười vậy luôn. Chị Hà là cười là phải có cái hai cái quai sắt ngay cái miệng mà được. Kiểu cười sang lên em, sang lên. Bị mắc ho hả? Chị Hà bị mắc ho hả? Khánh ơi Khánh, em nói Long Jun nó cười phải có hai cái quai sách. Nó cười một hơi là muốn sách nó đi dục luôn đó. Muốn sách cái quai sách đi dục luôn. Hồ Ngọc Hà rất nên xem ngày hôm nay. Không chị ơi. Bởi vì hôm nay là Hồ Ngọc Hà xem xong lại học thêm được rất nhiều kiểu. Em sợ bé xem xong bé cũng bị trầm cảm thiệt đó chị. Không có. Thì cái bột nó bị ám ảnh hết, chết rồi. Thiệt. Mình phải giảm cân. Em ơi, anh chỉ sợ Hồ Ngọc Hà xem xong là không bao giờ muốn có em bé nữa đó. Đúng rồi. Tại sợ giống vậy. Tại sợ có phiên bản này chị, đúng không? Tôi nói thật chứ, Hồ Ngọc Hà xem xong, nếu giả sử mà có đang buồn mà xem xong cười ngoác cả miệng ra, hết cả buồn, hết cả trầm cảm, chỉ có tươi trở lên. Đúng là cái chuyến tiếp mục này là quá thú vị, quá đáng yêu. Và tôi nghĩ là nếu mà Hồ Ngọc Hà mà xem lại chắc cũng không phiền lòng khi thấy mọi người hơi làm lố mình lên một chút. Là thực ra là chỉ là yêu quá thôi. Vì yêu quá thì mình sẽ tìm ra những nét rất là đáng yêu của cái người thần tượng.